cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người bệnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trực tiếp nếu bệnh viện thiếu thuốc, vật tư. Đây là nội dung trong thông tư số 22/2024/TT-BIT mới ban hành của Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp nào được bảo hiểm y tế thanh toán khi bệnh viện thiếu thuốc? Thông tư này quy định về thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm C khoản 2 và khoản 3 điều 31 Luật Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế từ Quỹ Bảo hiểm y tế bao gồm: trường hợp thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi thanh toán, điều kiện thanh toán, mức thanh toán, hồ sơ, thủ tục thanh toán. Trường hợp thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi thanh toán gồm thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm ban hành kèm theo thông tư số 26/2019/TT-BIT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm, thiết bị y tế loại C hoặc D trừ thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, thiết bị y tế đặc thù cá nhân, thiết bị y tế thuộc danh mục thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được mua bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Về điều kiện thanh toán, thông tư của Bộ Y tế nêu rõ tại thời điểm kê đơn thuốc chỉ định sử dụng thiết bị y tế phải bảo đảm các điều kiện theo quy định sau đây. Thứ nhất, không có thuốc thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo một trong các hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh hoặc mua sắm trực tiếp hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu hoặc chào giá trực tuyến hoặc mua sắm trực tuyến và đã thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm C khoản 1, khoản 2 điều 23 của Luật Đấu thầu và khoản 1 điều 94 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu. Đồng thời, tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với thuốc không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác đồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh. Đối với thiết bị y tế không có thiết bị y tế mà người bệnh được chỉ định sử dụng và không có thiết bị y tế để thay thế. Thứ hai, không chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: tình trạng sức khỏe bệnh lý người bệnh được xác định không đủ điều kiện để chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị trong thời gian cách ly y tế theo quy định của pháp luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị là cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu. Thứ ba, không thể điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật vì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ tư, thuốc, thiết bị y tế được kê đơn, chỉ định sử dụng phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và được thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc. Thứ năm, thuốc, thiết bị y tế được kê đơn, chỉ định sử dụng phải thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Về mức thanh toán chi phí trực tiếp, theo hướng dẫn của thông tư số 22, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định như sau. Đối với thuốc, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh dược. Trường hợp thuốc có quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán thì thực hiện theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán. Đối với thiết bị y tế, bao gồm thiết bị y tế sử dụng nhiều lần, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở mua bán thiết bị y tế. Trường hợp thiết bị y tế có quy định mức thanh toán không vượt quá mức thanh toán theo quy định đối với thiết bị y tế đó, đơn giá thuốc, thiết bị y tế làm căn cứ để xác định mức thanh toán không được vượt quá đơn giá thanh toán tại thời điểm gần nhất đối với trường hợp thuốc, thiết bị y tế đã trúng thầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đã khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp thuốc, thiết bị y tế chưa trúng thầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đã khám bệnh chữa bệnh, đơn giá làm căn cứ để xác định mức thanh toán bảo hiểm y tế là kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực theo thứ tự ưu tiên như sau:
kết quả mua sắm tập trung cấp quốc gia hoặc kết quả đàm phán giá, kết quả mua sắm tập trung cấp địa phương trên địa bàn và kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn. Kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh cung cấp chuyên sâu kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khấu trừ chi phí bảo hiểm y tế thanh toán của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi điều trị người bệnh như sau: trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế được tính trong giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, thực hiện khấu trừ vào chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bằng mức thanh toán theo quy định tại khoản 1 điều 2 điều này. Trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế chưa bao gồm trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, không thực hiện khấu trừ vào chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Chi phí thuốc, thiết bị y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh được tính trong dự kiến chi của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thông tư của Bộ Y tế nêu rõ, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý đầy đủ đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp. Tại thông tư, Bộ Y tế nêu rõ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thông tư này trong phạm vi thẩm quyền quản lý, tăng cường đôn đốc, kiểm tra thanh tra việc mua sắm, bảo đảm có sẵn thuốc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh không bảo đảm đủ điều kiện theo giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký y liên quan đến cung ứng thuốc, thiết bị y tế. Nghiêm cấm hành nghề công tác xã hội để trục lợi. Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2024/NĐ-CP về công tác xã hội, trong đó quy định cụ thể 6 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác xã hội. Theo Nghị định số 110/2024/NĐ-CP, công tác xã hội là hoạt động hỗ trợ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội. Đối tượng công tác xã hội là cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội, sau đây gọi tắt là đối tượng. Công tác xã hội có chức năng hỗ trợ phòng ngừa, can thiệp, trị liệu, hỗ trợ phục hồi, phát triển đối tượng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng hạnh phúc của người dân, góp phần đảm bảo thực hiện quyền, nhân phẩm, giá trị của con người, công bằng và bình đẳng xã hội theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định rõ 6 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác xã hội: cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng hoặc người giám hộ hoặc người đại diện, trừ trường hợp cơ quan cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật; từ chối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trục lợi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật; lợi dụng hành nghề công tác xã hội để trục lợi chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức cá nhân; thu các khoản chi phí, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí được thỏa thuận thống nhất với tổ chức cá nhân trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; lợi dụng hành nghề công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nghị định quy định cụ thể về dịch vụ công tác xã hội. Đây là dịch vụ do tổ chức cá nhân đủ điều kiện cung cấp hoạt động công tác xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Quy định đánh giá số nhà tại khu vực đô thị nông thôn. Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 08/2024/TT-BXD quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng, trong đó quy định rõ cách đánh số nhà tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. Đánh số nhà mặt đường, phố. Theo thông tư quy định, đánh số nhà mặt đường, phố được sử dụng dãy số tự nhiên từ 1, 2, 3 với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định. Nhà bên trái lấy số lẻ 1, 3, 5, 7.
nhà bên phải lấy số chẵn 2468. Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường phố khác nhau thì nhà đó được đánh số theo đường phố có mặt cắt ngang lớn hơn. Nếu các đường phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường phố có cửa chính vào nhà hoặc đánh số theo đường phố đã được đánh số liên tục. Chiều đánh số nhà mặt đường phố thực hiện theo quy định sau đây. Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, từ đông bắc sang tây nam, từ đông nam sang tây bắc. Trường hợp đường phố đặc thù không thực hiện theo quy định tại điểm A khoản này thì chiều đánh số nhà do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định, ví dụ đường phố dạng hướng tâm từ chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố, tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn hướng ra phía ngoài trung tâm. Các đường phố được đánh số nhà trước khi thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên chiều đánh số nhà. Đối với đường phố chưa có nhà xây liên tục còn đất trống, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ quy định quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà công trình cho tuyến đường phố đó. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng về tuyến đường phố thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực. Trường hợp phát sinh nhà chưa được đánh số, nằm giữa hai nhà đã được đánh số liên tục trên đường phố, thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh số theo một trong hai cách sau. Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng Việt ABC bắt đầu từ chữ A. Ví dụ, số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C. Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên bắt đầu từ số 1. Ví dụ, số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20-1, 20-2, 20-3, v.v. Đối với đoạn đường phố mới xây dựng kéo dài phía cuối của đường phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối cùng đã được đánh của đường phố đó theo quy định của thông tư này. Đánh số nhà trong ngõ ngách. Đánh số nhà trong ngõ được thực hiện theo quy định sau đây. Trường hợp ngõ chưa có tên riêng, tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường phố nằm kề ngay trước đầu ngõ, có số nhà nhỏ hơn. Chiều đánh số nhà trong ngõ. Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường phố và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ. Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường phố mà chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ. Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường phố thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường phố đến nhà cuối ngõ. Đánh số nhà trong ngách được thực hiện theo quy định sau đây. Trường hợp ngách chưa có tên riêng, tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngõ có số nhà nhỏ hơn. Chiều đánh số nhà trong ngách. Trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến cuối ngách. Trường hợp ngách nối thông giữa hai đường và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách. Trường hợp nhà trong ngõ ngách có tính chất đặc thù thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định việc đánh số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.